Xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Bếp Miền Tây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một món bánh, đó là món bánh mít hấp. Thì mời các bạn và các anh chị cùng vào bếp làm món này với mình nha. Nguyên liệu của chúng ta ở đây gồm có là 250g thịt mít nè. Mít này mình đã bỏ hột rồi. 200g là bột năng, 200ml nước ép lá dứa, 1 muỗng canh đường, 1/3 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh dầu ăn. Trước tiên mình sẽ cắt cái phần mít này ra. Mình cắt từng lát mỏng như vậy nè các bạn. Xong á, thì mình sẽ bỏ vô một cái tô nè. Mình bỏ 30g đường vô cái phần mít này nè. Rồi mình sẽ dùng tay mình bóp cho cái phần mít này nó đều. Cái phần mít này á, mình chọn mít Thái đó các bạn, nên cái phần mít này á, nó rất là ngọt, nên mình không có cần sử dụng đường nhiều. Và cái sợi mít này nó sẽ giòn, ăn ngon nữa các bạn. Mình sẽ bóp như vậy nè các bạn, cho cái phần nước của cái mít đó nó ra. Chút xíu mình hấp bánh đó, nó sẽ thơm. Mình bóp được một lúc á, thì cái phần đường này nó tan, và cái thịt mít mình đó, nó cũng đã dịu, nó mềm lại như vậy là được rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ đổ 200ml nước lá dứa vô này các bạn. Một ít muối. Bột năng luôn nè. Trộn lên cho nó thiệt đều. Mình trộn cho bột này nó đều nè. Ở đây mình có 1 muỗng canh dầu ăn nè. Mình sẽ bỏ 1 muỗng canh dầu ăn vô. Cái phần dầu ăn này đó, để chút xíu mình hấp bánh đó, cái bánh mình đó, nó sẽ mềm mướt hơn. Mình trộn cho thật đều. Rồi mình sẽ để bột nghỉ khoảng nửa tiếng. Cái phần bột mình để được nửa tiếng rồi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị hấp bánh. Để hấp bánh thì mình sử dụng những cái chén nhỏ như vậy nè. Mình sẽ pha ít dầu lên để xíu mình hấp cái bánh mình đó, nó sẽ không có bị dính. Trước khi hấp bánh thì mình sẽ khuấy cho cái phần bột mình lên. Tại vì mình để hồi nãy giờ mình để nghỉ đó, cái bột mình nó đã lắng xuống ở dưới rồi đó. Bây giờ mình sẽ khuấy lên cho phần bột mình nó đều. Mình sẽ bỏ khuôn vô cho mấy cái khuôn này nó nóng lên nè. Để mình hấp bánh đó, cái bánh mình nó sẽ không có bị dính. Khuôn mình nóng rồi, bây giờ mình sẽ múc bột vô để mình hấp. Đậy nắp lại và mình hấp thêm 10 phút nữa. Bánh mình hấp được 10 phút rồi nè các bạn. Để mình dỡ bánh ra rồi mình thử bánh xem coi bánh đã chín chưa. Thì cái phần bánh của mình nó đã trong như vậy rồi nè. Để mình dùng một cái cây tăm nè. Mình sẽ thử bánh. Cây tăm mình khô ráo, không có còn dính bột nữa nè. Như vậy là bánh mình đã chín rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra rồi để cho bánh nó thiệt nguội. Rồi lần lượt mình sẽ hấp những cái còn lại. Cái bánh này á, nếu mà muốn ăn ngon hơn á, thì mình sẽ ăn kèm với nước cốt dừa. Mình ở đây mình có là 200 ml nước cốt dừa nè. Mình sẽ bỏ vô cái son này để mình nấu. Nè, 30 g đường nè. Cho một xíu muối vô nữa các bạn. Bật bếp lên và mình sẽ nấu cho cái nước đường nó tan ra. Mình có một muỗng cà phê bột năng nè, mình hòa với một muỗng canh nước đó các bạn. Mình sẽ bỏ vô cái phần nước cốt này cho nó hơi sệt lại đó. Nước cốt mình nó có cái độ sánh như vậy là được rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt lửa nha. Bánh mình để nãy giờ thì nó đã nguội. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn rồi mình sẽ sắp ra dĩa. Bánh mình có cái độ dai và rất mềm dẻo luôn nè các bạn. Bánh này mình sẽ ăn kèm với là nước cốt dừa. Thêm một xíu mè trắng nữa cho nó thơm nè các bạn. Mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Bánh rất là dẻo dai luôn. Cái phần mít thì nó rất là thơm. Ăn với mè trắng gan vàng bùi bùi, rất là ngon luôn các bạn. Các bạn hãy vào bếp làm thử cái món ăn này để đãi cho cả nhà nha. Nếu mà các bạn thấy cách làm này hay, hãy cho mình một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ video để bạn bè cùng làm. Bếp Miền Tây xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.